Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way Too Weird Movie. Từ đầu những năm 1980, hai vị đạo diễn huyền thoại George Lucas và Steven Spielberg đã hợp tác để sản xuất ra chuỗi phim Indiana Jones, một trong những chuỗi phim hành động phiêu lưu thành công nhất Hollywood. Đã 15 năm trôi qua kể từ khi phần phim thứ tư trong chuỗi Indiana Jones và Vương quốc sọ người ra mắt. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ muốn ôn lại những gì đã xảy ra trong 3 phần phim trước, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về tượng đài này của dòng phim phiêu lưu trước khi thưởng thức phần 5, Indiana Jones and the Dial of Destiny ngoài rạp. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đi qua toàn bộ hành trình của tiến sĩ Henry Walton, Indiana Jones Jr. tính đến thời điểm hiện tại. Nếu các bạn yêu thích dòng phim phiêu lưu thì Way Too Weird cũng có tổng hợp chuỗi Mummy, các bạn có thể ghé qua xem. Lưu ý, video này không thể thay thế trải nghiệm xem phim bình thường được. Và không để các bạn phải chờ đợi thêm nữa, hãy cùng bắt đầu thôi, let's go! Câu chuyện phiêu lưu đầu tiên của Indy nhỏ tuổi bắt đầu tại quê hương Princeton của cậu ấy. Indy 9 tuổi cùng cha Henry, mẹ Anna và cô gia sư Helen Seymour đã cùng gia đình tham gia một chuyến du lịch vòng quanh thế giới với xuất phát điểm là Oxford. Tháng 5 năm 1908 tại Ai Cập, Indy cùng gia đình đến thung lũng các vị vua của Ai Cập, nơi Howard Carter đang khai quật một ngôi mộ cổ mới phát hiện. Khu cắm trại xảy ra một vụ giết người, khiến Indy phải giúp giải quyết với sự hỗ trợ của T.E. Lawrence, huyền thoại Lawrence của Ai Cập. Chặng tiếp theo của hành trình đưa Indy đến với Tangiers, Morocco, ở cùng với Walter Harris, phóng viên của tờ London Times vào cùng tháng đó. Tại đây, Indy gặp Emily Keane, Sharifa của Wazan và kết bạn với một nô lệ trẻ tuổi người Maroc, Omar. Họ cùng nhau đến một khu chợ khiến Indy và Omar bị bọn buôn nô lệ bắt cóc. Sau đó, Indy phải trải qua cuộc hành trình đầy đáng sợ, băng qua những bãi cát cháy bỏng ở Bắc Phi, đến các chợ nô lệ ở Marrakech. Từ đó cho Indy thấy rằng cậu bé cần dựa vào lòng dũng cảm và trí thông minh của mình để sống sót. Sau đó, Indy trẻ tuổi cùng gia đình gặp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt, lúc đó đang đi săn ở Đông Phi trong khuôn khổ một chuyến thám hiểm để thu thập các mẫu vật cho bảo tàng quốc gia ở Washington. Tuy nhiên, Roosevelt không thể bắt được loài linh dương sừng thẳng, tai rìa quý hiếm, nên Indy quyết tâm giúp đỡ ông. Cậu kết bạn với Mito, một cậu bé người Maasai, và tìm hiểu về chuỗi sinh thái ở đây, từ đó khám phá ra sự cân bằng thiết yếu kết nối các sinh vật sống ở vùng đồng cỏ châu Phi, và dần cảm thấy phiền muộn bởi tiếp tục giết động vật để trưng bày trong bảo tàng của thế kỷ 20. Sau đó, Indy tới Paris để nghiên cứu các phong trào nghệ thuật mới đang định hình lại hoàn toàn giới nghệ thuật. Tiếp tục đến với những thành phố lãng mạn nhất châu Âu, Indiana Jones gặp phải vấn đề liên quan đến tình cảm. Tại Viên, Indy phải lòng công chúa Sophie và suýt chút nữa đã khiến gia đình rơi vào một sự cố ngoại giao khi cố dành thời gian cho cô bé. Lời khuyên từ những giáo sư hàng đầu tại hội nghị phân tâm học đầu tiên trên thế giới chẳng thể giúp được Indy. Trước khi rời đi, Jones đã thể hiện sự ngoan cường và tính bốc đồng đặc trưng của mình khi xông vào cung điện để tặng quà tạm biệt cho Sophie. Sau đó, ở Florence, Indy chuyển sang nghiên cứu vật lý và các định luật về tứ tính và lực hút. Đồng thời, cậu cũng chứng kiến mẹ mình, Anna, bị rung động trước Giacomo Puccini trong khi cha đang vắng mặt và cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Năm 1910, ở Benares, nơi những tôn giáo nổi bật nhất trên thế giới tập trung gần bờ sông Hằng, Indy được tận mắt chứng kiến các tín ngưỡng lớn với một hướng dẫn viên du lịch ấn tượng không kém, Jiddu Krishnamurti, một cậu bé được Theosophy lựa chọn cẩn thận và được tuyên bố là đấng cứu thế tiếp theo. Không phải ai cũng tin vào một lời tuyên bố nặng nề như vậy, người có mối nghi ngờ về các nhà thông thiên học. Các cuộc điều tra của Helen mang đến cho cô bài học về sự hoài nghi, lòng khoan dung và định kiến, trong khi Indy chứng kiến điều thiêng liêng qua lăng kính của nhiều tín ngưỡng khác nhau. Tiếp theo, gia đình Jones đến Bắc Kinh, nơi Indy, Anna và bà Simo tham quan vạn lý trường thành của Trung Quốc. Khi tiến xa hơn vào đất liền, Indy bị ốm khiến Anna phải tất bật tìm giúp đỡ. Một gia đình nghèo người Trung Quốc cho họ tá túc và Anna phải dũng cảm đối mặt với những phong tục mới và phương pháp chữa bệnh lạ lẫm nếu Indy muốn sống sót sau căn bệnh hiểm nghèo của mình. Điểm đến tiếp theo của gia đình Indy là nước Nga. Một chút vụng về khiến Indy và cha rơi vào nước sôi lửa bỏng. Không thể chịu thêm một hình phạt nào nữa, Indy chạy trốn về vùng nông thôn của nước Nga, rồi gặp một ông già kỳ quặc tên là Leo Tolstoy. Họ cùng nhau băng qua vùng nông thôn, chạm trán với giang hồ và tránh được những đội quân Cossack hung dữ của đế quốc. Cuộc hành trình khó khăn khiến Indy nhớ nhà, nhưng anh sẽ không bao giờ quên chuyến đi nhỏ của mình với ông già bướng bỉnh. Chuyến đi tiếp tục đưa Indy đến Hy Lạp, nơi mẹ cậu nhận ra rằng Indy và cha cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
cả hai nổi giận với nhau khi họ khám phá Hy Lạp cổ đại, nhưng Henry đã khuất phục được Indy bằng những lời dạy của Aristotle. Sau đó, họ được tới một tu viện biệt lập trên đỉnh núi, rồi vướng vào một chuyến đi đau khổ trong một chiếc lồng nhỏ xíu quay cuồng trên sườn núi cao hàng nghìn mét. Năm 1912 tại Utah, Indiana Jones lúc này đang là một hướng đạo sinh. Cậu thất bại khi nỗ lực lấy lại thánh giá Coronado từ bang Fedora, những kẻ săn kho báu. Về sau, Indy vẫn thành công trộm được thánh giá từ chỗ bang Fedora và trốn thoát qua vùng nông thôn trên lưng ngựa cùng gánh xiếc 484. Khi về được đến nhà, Indy bị cảnh sát trưởng địa phương đòi lại thánh giá để đưa về cho bang Fedora và khách hàng của họ, Panama Hat. Cuộc phiêu lưu nhỏ này đã truyền cảm hứng cho Indy về đòn roi, nỗi sợ với loài rắn, mũ phớt và thêm cả một vết sẹo trên cằm. Thời gian trôi nhanh đến năm 1916, Indiana Jones lúc này đã là một cậu học sinh trung học sống với bố tại Princeton, New York. Kỳ nghỉ xuân đến rất nhanh và tất cả những gì Indy có thể nghĩ đến là đưa bạn gái Nancy đến buổi dạ hội trong một chiếc Bugatti mới bóng bẩy. Đáng lẽ anh phải nghĩ thêm đến việc mua áo Marvel của Crewmate để gấp đôi sự đẹp trai. Với dòng sản phẩm áo thun và vớ được thiết kế với rất nhiều hình ảnh, mẫu mã thú vị để mọi người chọn lựa. Chất lượng của Crewmate thì khỏi bàn, thoáng mát lại còn bền nữa. Mọi người đừng như Indy mà hãy nhanh tay click vào link mua hàng ở trên màn hình hoặc dưới phần mô tả để mua áo đi chơi nhé. Đảm bảo không nổi không lấy tiền. Kế hoạch bị chệch hướng khi một kẻ đột nhập và trộm đi động cơ điện và tin đồn về gián điệp Đức dẫn đến một bí ẩn mà chỉ Indy và Nancy mới có thể làm sáng tỏ. Indy và cha của anh ấy sau đó đi về phía Tây Nam để thăm gia đình ở Albuquerque. Cùng với người anh họ tinh nghịch Frank, Indy đến Columbus, New Mexico, nhưng thị trấn bất ngờ bị tấn công bởi nhóm của Pancho Villa. Indy đi theo họ vào sa mạc và nhanh chóng bị bắt. Bị khuấy động bởi những lời nói của Villa, Indy tham gia và cưỡi ngựa cùng nhóm của Villa khi tướng Pershing đuổi theo họ khắp sa mạc. Indy cũng gặp gỡ và kết bạn với Remy, một người bỉ xa xứ. Việc chứng kiến sự mãnh liệt của một chàng trai trẻ George S. Payton, đồng thời tìm thấy kẻ sát nhân thoát tội trong cuộc phiêu lưu này đã đặt Indy tuổi teen vào con đường dẫn đến châu Âu bị chiến tranh tàn phá. Vỡ mộng sau khi cưỡi ngựa với Pancho Villa, Indy nhảy ra biển, nơi anh cho rằng chiến tranh thế giới thứ nhất đang xé nát châu Âu có thể mang lại cho anh ý thức lớn hơn về mục đích. Với quốc tịch Bỉ và người bạn Remy Baldwin, Indy dự định nhập ngũ vào quân đội Bỉ. Tuy nhiên, con tàu của họ dừng lại đầu tiên ở Ireland. Tại đây, họ cần nhận những công việc lặt vặt để tiết kiệm tiền cho chặng tiếp theo của hành trình. Indy làm nhân viên pha chế rượu. Sống sót sau bạo lực và hỗn loạn ở Ireland, Indy và Remy đến London để nhập ngũ. Anh say đắm ngắm người soát vé xe buýt xinh đẹp Vicky Prentice và cả hai cùng nhau trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng bình dị ở vùng nông thôn nước Anh. Indy và Vicky cùng đến thăm Helen Seymour, gia sư cũ của Indy, người đã mời họ dự tiệc tối có sự tham dự của không ai khác ngoài Winston Churchill. Gia nhập quân đội Bỉ để chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất dưới bút danh Henry Defense, Indy chứng kiến trận chiến kinh hoàng ở Flanders, giết chết tất cả các sĩ quan chỉ huy trong đơn vị của anh ta, để lại Jones trẻ tuổi chỉ huy. Đơn vị bộ binh số 9 của Bỉ được giao cho đại đội 14 của Pháp và bị ném vào trận chiến Somme dày đặc. Trong một thời gian ngắn nghỉ phép, Indy gặp những người lính và nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon và Robert Graves. Anh sớm trở lại mặt trận, nơi anh và người lính Emil của mình bị bắt giữ bởi người Đức. Indy không phí một giây phút nào mà cố gắng để trốn thoát, nhưng những nỗ lực của Indy chỉ khiến anh bị đưa đến nhà tù an ninh tối đa tại Duderstadt trên sông Danube. Ở đó, Indy gặp Charles de Gaulle đang bị giam cầm và cùng nhau cả hai vạch ra một kế hoạch thông minh để thoát khỏi pháo đài này. Tháng 9 năm 1916, Indiana Jones dưới tên giả là Henry Defense từ Bỉ tham gia cùng với người Pháp để phục vụ như một người chuyển phát nhanh bằng xe máy đến các chiến hào ở Verdun. Trong một nhiệm vụ gián điệp nguy hiểm, Indy trở về với tin tức về những quả pháo chết người của Đức được đưa đến Verdun, nhưng những báo cáo như vậy lại bị bỏ qua. Tháng 10, Indy được nghỉ làm nhiệm vụ chuyển phát nhanh và đến Paris nghỉ phép cùng người bạn tốt Remy. Indy phải đến thăm một người bạn của gia đình và dành thời gian cho một bữa tiệc tối ngột ngạt. Tuy nhiên, ở đó anh gặp người đẹp quyến rũ Mata Hari và Indy bắt đầu một mối tình nóng bỏng với cô ấy. Qua mối quan hệ này, Indy nhận được một bài học về sự trung thực và tự lừa dối bản thân, đồng thời biết rằng cô ấy cũng đang hẹn hò với một số người đàn ông khác, đáng chú ý nhất là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pháp. Ngoài việc không trung thủy, Mata Hari còn bị nghi ngờ là gián điệp. Sau khi chuyển đến châu Phi, Indy được lệnh xác định vị trí và phá hủy một khẩu pháo mạnh mẽ của Đức có khả năng xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn theo ý muốn.
Hỗ trợ anh là một nhóm binh lính đầy màu sắc có biệt danh là The Old and the Bold vì tuổi già và lòng dũng cảm liều lĩnh của họ. Nhiệm vụ này đưa họ vào một hành trình nguy hiểm băng qua thảo nguyên do quân Đức chiếm giữ bằng xe lửa và khinh khí cầu. Vượt qua mọi chướng ngại vật do kẻ thù, đội của anh và địa hình khắc nghiệt của châu Phi gây ra. Indy không ngừng lần theo dấu vết của khẩu súng siêu lớn vào lòng căn cứ ẩn náu bí mật trong núi. Tại đây, Indy lên kế hoạch một vụ nổ cho đoàn tàu ma. Ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Indiana Jones tìm thấy nguồn hy vọng từ sự hiện diện của một người đàn ông phi thường. Trong một nhiệm vụ quân sự quan trọng cho quân đồng minh, Indy tình cờ gặp một ngôi làng châu Phi bị bệnh tật tàn phá và đã có thể giải cứu một đứa trẻ nhỏ khỏi cái chết. Sự hiện diện của đứa trẻ gây nguy hiểm cho nhiệm vụ, khiến Indy rơi vào tình thế khó khăn về đạo đức, buộc phải đấu tranh với lương tâm, ý thức trách nhiệm, chính những đồng đội của anh và kẻ thù khi anh chiến đấu trên khắp đất nước. Chán nản với tình trạng hỗn loạn xung quanh mình, Indy trượt dài nhưng hy vọng xuất hiện với Albert Schweitzer, một bác sĩ, triết gia và nhạc sĩ tận tâm và truyền cảm hứng sâu sắc. Khi giúp việc tại bệnh viện trong rừng của Schweitzer, Indy nhận thấy niềm tin của mình vào nhân loại đã được phục hồi và cách nhìn của anh về cuộc sống mãi mãi thay đổi. Năm 1917, làm việc với cơ quan mật vụ Pháp, Indy gia nhập đơn vị bay huyền thoại Lafayette Escadrille và bắt tay vào các nhiệm vụ trinh sát đường không đầy nguy hiểm phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Cuộc chạm trán với quân át chủ bài người Đức Manfred von Richthofen dẫn đến một trận chiến đầy cam go. Trận đấu khiến Indy bị bắt giữ và bị nhà thiết kế máy bay người Đức Anthony Fokker truy lùng giáo giết. Hoạt động bí mật trong lãnh thổ của kẻ thù, Indy phát hiện ra rằng quân Đức đang sở hữu một vũ khí bí mật đáng chú ý, có thể thay đổi cục diện trong cuộc chiến, và anh quyết tâm mang nó trở lại cho quân đồng minh trong trường hợp anh không phá hủy được nó. Khi bắt tay vào nhiệm vụ ngoại giao xuyên qua khu vực ở châu Âu do kẻ thù chiếm giữ để vào cung điện hoàng đế Karl của Áo, Indy nhận ra rằng anh cần phải tranh thủ sự giúp đỡ của hoàng gia Habsburg. Gây nguy hiểm đến tính mạng của mình và tính mạng của những người trong hoàng tộc, Indy đánh cược tất cả trong một nỗ lực tuyệt vọng để kết thúc chiến tranh nhanh hơn. Sau đó, ở nước Nga đầy hỗn loạn, Indy nhận thấy công việc gián điệp của mình một lần nữa đe dọa đến tính mạng của nhiều người khi anh thâm nhập vào một nhóm thanh niên Bolshevik và bắt đầu đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của họ. Khi đất nước dần tiến tới cách mạng, Indy thấy mình bị giằng xé giữa lòng trung thành với bạn bè và nghĩa vụ quân sự. Cuộc phiêu lưu bí mật của Indy tiếp tục ở Barcelona. Anh gia nhập bộ ba điệp viên quốc tế gồm có Marcelo, người Ý, Charles, người Pháp và Cunningham, người Anh. Họ cùng nhau xây dựng một âm mưu phức tạp nhằm phá vỡ sự cân bằng quyền lực ngoại giao và lòng trung thành ở thành phố trung lập Barcelona. Âm mưu của họ mục đích chính là làm cho nữ bá tước Toledo có vẻ là đang ngoại tình với một đại tá người Đức. Indy sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho điều này dưới vỏ bọc là một vũ công ba lê trong vở ba lê Russes của Sergei Diaghilev, một công việc mà anh có được nhờ mối quen biết trước đây với Pablo Picasso. Indy được thuê để đứng yên, nhưng anh ấy khó có thể im lặng khi sự phức tạp bắt đầu sáng tỏ trong một buổi biểu diễn do sự vụng về của đồng đội. Nhiệm vụ tiếp theo của Indy ít nhiều cần phải làm việc độc lập và cực kỳ khó hiểu. Trong vai một nhân viên bán đồ lót của phụ nữ, anh ta phải tìm đường đến Praha và một khách sạn để nhận một cuộc điện thoại và một ngày giờ cụ thể. Khi Indy đến, anh phát hiện ra không có chiếc điện thoại nào được lắp trong phòng của mình. Năm 1917 tại Gaza, Indiana Jones nhận lệnh hỗ trợ người Anh trong cuộc tấn công vào thị trấn sa mạc Beersheba cổ đại ở Trung Đông. Anh hoạt động cùng một nữ điệp viên xinh đẹp, dựa vào trí thông minh của Indy và kỹ năng múa bụng của nữ điệp viên. Bộ đôi cố gắng phối hợp trong tuyệt vọng để gỡ chất nổ được đặt trong các giếng nước quan trọng của thành phố bởi quân Thổ Nhĩ Kỳ đang chiếm đóng ở đây. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tấn công ngoạn mục của những người lính dũng cảm của Trung đoàn Light Horsemen của Úc. Sự sống còn của họ phụ thuộc vào sự thành công trong nhiệm vụ của Indy. Trở lại Ý vào năm 1918, công việc gián điệp của Indy đưa anh đi sâu vào sau chiến tuyến của kẻ thù với một nhiệm vụ tuyên truyền mà anh tin là sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Trên đường đi, anh vướng vào một cuộc tranh chấp tình cảm của một cô gái Ý xinh đẹp với Ernest Hemingway. Sau khi bị thương trong khi hành động, Indy được chuyển về Bắc Phi, gia nhập quân đoàn nước ngoài của Pháp. Sau khi cố gắng khám phá danh tính của kẻ phản bội trong hàng ngũ của mình, Indy chiến đấu với những người bộ lạc Berber thù địch và tham gia vào một cuộc tán tỉnh ngây thơ với tác giả Edith Wharton. Một nhiệm vụ tuyệt mật của tình báo Pháp đưa Indy đến Istanbul trong Thế chiến thứ nhất. Khi đang khám phá những con đường tối tăm và nguy hiểm của thành phố, Indy phát hiện ra âm mưu hèn hạ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ám sát các điệp viên Pháp, rồi sau đó bị đẩy vào một mạng lưới phản bội và giết người. Ở Transylvania, Indy tham gia vào trận chiến sinh tử với kẻ khát máu Vlad the Impaler và đội quân xác sống khủng khiếp của hắn. Với tính mạng đang bị đe dọa, Indy phải tập trung toàn bộ sức mạnh và trí thông minh của mình để đánh bại tên ác quỷ và cứu nhân loại.
Chiến tranh ở châu Âu thì kết thúc vào năm 1919, nhưng một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu với Indy khi anh nghe những lời hấp hối của một người đàn ông bí ẩn, con mắt của con công, lôi kéo anh và Remy vào một cuộc truy tìm một trong những kho báu quý giá nhất của Alexander Đại Đế. Bị truy đuổi bởi một người đàn ông chột mắt nguy hiểm, Indy lần theo dấu vết của viên kim cương từ London đến Alexandria đến biển Nam. Tại đây, Indy đụng độ với một băng cướp giết người Trung Quốc. Trận chiến trên tàu diễn ra với màn trình diễn ngoạn mục của kiếm, súng và nắm đấm bay. Bị bọn cướp biển bỏ rơi trên một hòn đảo sa mạc xa xôi, Indy bị bắt bởi những kẻ săn đầu người man dợ. Nhưng trước khi bị chúng hành quyết, anh đã được nhà nhân chủng học Bronislaw Malinowski giải cứu và đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời. Một thời gian sau, Indiana Jones đang làm phiên dịch tại Hội nghị Hòa bình Paris, cuộc họp lịch sử của các quốc gia do George Clemenceau, Thủ tướng Pháp, Lloyd George, Thủ tướng Anh và Woodrow Wilson, Tổng thống Hoa Kỳ chủ trì. Indy gặp lại người bạn T.E. Lawrence của mình. Trong khi cả hai nói chuyện sau nhiều tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, thì những hiểu biết thực tế do Arnold Toynbee và Gertrude Bell đưa ra khiến chủ nghĩa lý tưởng của họ bắt đầu lung lay. Toynbee cảnh báo rằng sự tàn bạo của người Pháp và những yêu cầu đặt ra cho người Đức sẽ chỉ là nguyên nhân dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới trong tương lai. Chán nản khi chứng kiến những sai lầm của thế giới cũ lặp lại ở châu Âu, Indy trở về Mỹ trên chuyến tàu hơi nước vượt Đại Tây Dương. Anh gặp và tán tỉnh một nữ quý tộc New York trẻ đẹp tên là Amy. Trở lại Princeton, Indy nhận giúp giáo sư Robert Goddard, một thiên tài khoa học quyết tâm gạt bỏ những định kiến về tính toán độ cao và chế tạo tên lửa để hình dung ra một tương lai nơi loài người có thể phá vỡ liên kết của trọng lực và rời khỏi trái đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể suy nghĩ cầu tiến như vậy. Indy một lần nữa nhìn thấy sự xấu xa của nạn phân biệt chủng tộc khi anh đưa người bạn tốt của mình, Paul Robinson, đến New York để gặp Amy và đụng độ với những tên côn đồ nhỏ nhen, những người gặp khó khăn khi nhìn thấy người da trắng và người da màu giao tiếp với nhau. Nỗi thất vọng của Indy cộng thêm với sự đón tiếp lạnh lùng mà cha anh dành cho anh khi đoàn tụ sau 4 năm dài chiến tranh. Henry vẫn coi Indy như một đứa trẻ và từ chối lắng nghe những hiểu biết sâu sắc về thế giới Indy có được từ những kinh nghiệm sống ở nước ngoài. Điều này dẫn đến cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cha con khiến họ đi trên những con đường riêng biệt. Năm 1920 ở Wyoming, Indiana Jones lúc này đã ở tuổi trung niên, đang trên đường trốn chạy sau khi đánh lừa những kẻ cố đánh cắp một thánh tích thiêng liêng của người da đỏ. Sau đó, Indy làm bồi bàn trong nhà hàng của Jim Colosimo và dành thời gian nghỉ ngơi để hâm mộ ban nhạc tại gia do Sidney Bechet lãnh đạo. Indy say mê nhạc jazz, lẻn ra khỏi Đại học Chicago vào ban đêm với người bạn cùng ký túc xá chặt chẽ Elliot Ness để nghe nhạc jazz tại các câu lạc bộ quanh thị trấn. Đến một buổi sáng nọ, tiếng súng vang lên và Big Jim bị bắn chết trong chính nhà hàng của mình. Indy và Elliot cùng vài người bạn phóng viên của Indy, Ernest Hemingway, quyết tâm tìm ra sự thật, nhưng ngay cả khi đã khám phá ra sự thật thì việc đòi lại công lý ở một thị trấn thối nát như Chicago có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Bỏ lại công việc bồi bàn ở Chicago, Indy đến New York làm người phụ trách sân khấu cho vở kịch mới ở Broadway, Vụ Scandal của George White. Công việc khó khăn hay khoản thù lao lớn cũng không thể khiến Indy bận tâm nhiều bằng ba cô bạn gái mới, gồm Peggy, Kate và Gloria. Indy có tình cảm và kết nối đặc biệt với cả ba và cũng có những ràng buộc khiến anh không thể kết thúc mối quan hệ với bất kỳ ai. Đỉnh điểm của sự tiến thoái lưỡng nan là khi bức màn kéo lên và đến khai mạc, Indy không chỉ phải tiếp tục buổi biểu diễn mà còn phải đối mặt với tình huống cả ba cô gái đều cùng xuất hiện trong nhà hát. Tiếp theo, Indy nhắm đến Hollywood. Trong khi đang làm việc trong một xưởng phim ở đây, Indy nhận thấy rằng anh không còn phù hợp với đạo diễn siêu cuồng ma quỷ Erich von Stroheim khi hai người tranh cãi nảy lửa vì kinh phí ngày của bộ phim Những người vợ ngu ngốc của Stroheim ngày càng tăng cao. Mặc dù bị ngành công nghiệp điện ảnh vùi dập, Indy vẫn quyết định cho nó thêm một cơ hội và tiếp tục thực hiện một cảnh quay với đạo diễn huyền thoại John Ford. Ford và những người bạn thân của anh ta, bao gồm cả tay súng già Wyatt Earp, giúp Indy thấy được sự kỳ diệu của điện ảnh và quá trình làm phim. Và khi một diễn viên vô tình bị giết, Indy đã thay thế vị trí của anh ta để cứu bộ phim. Năm 1935, Indy lúc này đang giao lại hài cốt của vị hoàng đế Nurhaci cho một tay xã hội đen tên là Lao Che trong hộp đêm Club Obi-Wan ở Thượng Hải, Trung Quốc để đổi lấy một viên kim cương lớn. Trong cuộc gặp mặt, Lao giới thiệu với Indy về Wild Scott, ca sĩ của câu lạc bộ và bạn gái của Lao. Sau đó, Indy bị lừa uống một loại chất độc không rõ khiến bạn của Indy, Wuhan, phải rút súng đe dọa Lao giao thuốc giải. Nhưng trước khi kịp có thêm động thái, Wuhan đã bị con trai của Lao Che bắn chết. Một cuộc ẩu đả xảy ra, Indiana Jones cố lấy thuốc giải, còn Wild Scott nhắm vào Peacock's Eye. Kết quả là Willie lấy được thuốc giải rồi nhét vào váy của mình. Chen bị giết khiến cho đứa con trai khác của Lao Chen, Cao Khan,
rút súng máy ra và xả đạn vào Indy. May mắn thay, Indy và Willie tránh được làn đạn bằng một chiếc cồng chiêng. Hai người sau đó rơi xuống chiếc ô tô do Short Round, bạn của Indy, lái. Họ chạy trốn ra sân bay với Lao Che và Khao Khan đuổi theo sát phía sau, rồi chạy lên được một chiếc máy bay và cất cánh đi. Hóa ra họ lên phải chiếc máy bay thuộc về Lao Che, vậy nên theo chỉ đạo của Lao, các cơ trưởng đã bỏ lại máy bay khiến hành khách gặp nguy hiểm. Họ sống sót bằng cách sử dụng một chiếc bè làm dù, rồi hạ cánh tại một ngôi làng không có trẻ em tại Ấn Độ. Tìm hiểu ra thì họ biết rằng giáo phái The Ghi của cung điện Pankot đã lấy đi tất cả con cái của họ và vài viên đá thiêng bảo vệ ngôi làng. Sau đó, người dân cho nhóm của Indy mượn voi để đến cung điện. Khi họ đến cung điện thì nơi này trông có vẻ bình thường và thủ tướng Chatala của Maharaja còn cảm thấy bị xúc phạm bởi những câu hỏi của Indiana Jones về sự việc xảy ra tại ngôi làng. Để trả đũa, Chatar lôi những điều tồi tệ trong quá khứ làm nhà khảo cổ học của Indy ra để công kích anh. Trở về phòng, Indy bất ngờ bị tấn công bởi một tên sát thủ, nhưng cũng chỉ để tìm ra một cánh cửa bí mật trong căn phòng của Willie, dẫn đến ngôi đền của giáo phái The Ghi, Temple of Doom. Tại đây, Indy, Willie và Short Round chứng kiến cảnh tu sĩ tối cao Molaram hiến tế một con người cho nữ thần Kali. Giáo phái cũng sử dụng trẻ em trong làng để đào đá trong các mỏ của cung điện để giúp The Ghi thống trị thế giới. Giáo phái sau đó bắt Indy, Willie và Short Round lại, rồi chia cắt họ ra. Indy bị buộc uống nước từ Kalima nên rơi vào trạng thái mụ mị và đứng về phía The Ghi. Willie bị giữ để làm vật hiến tế, còn Short Round được đưa vào trại giam cùng những đứa trẻ trong làng. Sau đó, Short Round giải cứu được Indy, họ cùng cứu lấy Willie, lấy lại những viên đá Sankara và giải thoát cho bọn trẻ. Chưa dừng lại ở đó, Indy còn có một trận đánh tay đôi với đội trưởng đội vệ binh, và cuộc đối đầu giữa họ kết thúc khi chiếc thắt lưng của đối phương bị mắc vào máy móc rồi bị nghiền nát. Thoát khỏi vòng vây, Indy và những người bạn của mình tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng ô tô có mìn với nhóm The Keys. Cuối cùng, bộ ba chạy qua phần còn lại của đường hầm mỏ đến một lối ra ở cuối núi. Shorty và Willie chạy đến một cây cầu cũ, gặp Molaram và tay sai của hắn. Trong khi Indy chiến đấu với vô số binh lính của The Ghi rồi đụng độ với Molaram trên một cây cầu cũ. Indy phá cây cầu khiến hầu hết tay sai của Molaram rơi xuống và bị giết chết. Tiếp tục chiến đấu với Molaram trên phần còn lại của cây cầu, Indy buộc tội vị linh mục độc ác đã phản bội Shiva. Cơn giận dữ của vị thần rõ ràng đã khiến những viên đá trong túi của Indy bốc cháy. Hai viên rơi xuống dòng sông đầy cá sấu bên dưới. Khi viên đá cuối cùng rơi ra khỏi túi, Molaram chụp lấy nó, nhưng nó làm bỏng tay của hắn, khiến Molaram không bám được vào lan can cầu và rơi xuống dòng sông, rồi bị bầy cá sấu đói xé xác và ăn thịt. Indy bắt được viên đá, lúc này đã nguội đi. Các thành viên còn lại của giáo phái sau đó bị khuất phục bởi quân đội Anh. Indy và những người bạn của mình hân hoan trở về làng cùng với hòn đá thiêng và những đứa con của người dân. Năm 1936, Indiana Jones lại bắt đầu một cuộc hành trình mới tại khu rừng rậm Nam Mỹ cùng một nhóm người khuân vác để tìm Golden Idol of Fertility trong ngôi đền của các chiến binh Chachapoyan. Chuyến đi diễn ra không suôn sẻ cho lắm khi Indy phải vượt qua không chỉ vô số cạm bẫy mà còn là sự phản bội của hai người hướng dẫn. Indy còn bị một tảng đá khổng lồ đuổi ra khỏi đền thờ với kẻ thù Rene Belloc cùng một đội quân nhỏ gồm những người bản xứ Hovitos chờ đợi bên ngoài. Indy thì kịp chạy trốn trên một chiếc máy bay phao do Luke Lindsay lái gần đó, nhưng thần tượng thì bị Belloc đánh cắp. Trở về cao đẳng Marshall, nơi Indy giảng dạy, hai nhân viên tình báo của quân đội Hoa Kỳ tìm đến gặp Indy và giải thích rằng Hoa Kỳ đã chặn được một thông điệp khó hiểu từ Đức Quốc xã, có đề cập đến việc giáo sư Abner Ravenwood đang bị tình báo Đức giám sát. Indy giải ra được thông điệp này là một dấu hiệu cho thấy Đức Quốc xã đã sắp tìm thấy hòm giao ước, một chiếc dương bằng vàng và đá quý có chứa tàn dư của bảng đá trong 10 điều răn được chế tạo dưới sự hướng dẫn của Chúa và Moses. Truyền thuyết ngụ ý rằng Adolf Hitler có thể sử dụng chiếc hòm để biến đội quân đang lên của mình trở nên bất khả chiến bại. Người Đức tin rằng Ravenwood có chiếc huy chương bằng đồng cần thiết để xác định nơi cất giấu chiếc hòm. Chiếc huy chương có một viên pha lê ở tâm. Khi được gắn vào đỉnh của một trục có chiều cao cụ thể, nó sẽ tập trung một chùm ánh sáng mặt trời xuống Tanis, một thành phố Ai Cập cổ đại, từ đó tiết lộ nơi cất giấu hòm giao ước. Biết được chuyện này, Indy lập tức bay đến miền núi Nepal đầy tuyết để nói chuyện với Marian Ravenwood, con gái của giáo sư, chỉ để biết rằng cha cô đã qua đời và cô không muốn đưa ra chiếc huy chương. Jones bị đuổi đi nhưng một đặc vụ Đức Quốc xã tàn bạo và tàn nhẫn tên là Arnold Todd đã bám theo Indy từ trước, cố gắng lấy chiếc huy chương từ Marian bằng vũ lực. Nhận thấy sự hỗn loạn, Indy quay trở lại quán bar và tham gia vào một cuộc đấu súng ác liệt với Todd và người của anh ta. Marian sau đó hợp tác với Indy và hai người thành công đánh đuổi những kẻ tấn công.
Hai người sau đó bay đến Cairo và gặp Salah, bạn của Indy, để tìm sự trợ giúp trong việc giải mã các dấu hiệu trên chiếc huy chương, xác định chiều cao hợp lý cho cây gậy để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Trong khi đi tham quan các khu chợ ở Cairo, Indy và Marion rơi vào một cuộc chiến lớn trên đường phố. Mặc dù Indy chống đỡ, nhưng các đặc vụ của Đức Quốc xã bắt được Marion lên một chiếc xe tải. Chiếc xe gặp sự cố và phát nổ khi Indy đang truy đuổi. Đau khổ vì mất Marion trong vụ nổ, Indy rút lui đến một quán rượu địa phương và gặp lại Belloc, người được Đức Quốc xã thuê để tìm hòm giao ước. Khi cố gắng tấn công Belloc, Indy được Salah và các con của anh ấy giải cứu khỏi các vệ sĩ có vũ trang của gã người Pháp. Tối hôm đó, Salah đưa Indy đến gặp Imam, người có thể giải mã các dấu hiệu trên chiếc huy chương. Ông ấy lưu ý rằng mặt trái của chiếc huy chương nói rằng cây gậy phải được rút ngắn để tôn trọng thần Do Thái. Do chỉ đọc được mặt trước của chiếc huy chương, Đức Quốc xã đã đọc sai thông tin và cây gậy của chúng bị quá dài. Jones và Salah nhận ra rằng họ đang đào hòm ở sai chỗ, vậy nên họ cần phải di chuyển để lấy được nó ra khỏi tay của Đức Quốc xã. Xâm nhập vào khu vực đào hòm, Indy và Salah sử dụng huy chương trong phòng bản đồ để xác định vị trí của hòm giao ước. Sau đó, Jones phát hiện ra Marion còn sống, bị trói và bịt miệng, nhưng Jones quyết định quay lại tìm cô ấy sau, vì sự biến mất của cô ấy sẽ gây nguy hiểm đến việc tìm kiếm hòm của anh. Chỉ đợi Indy và Salah lấy hòm ra từ sâu bên trong giếng linh hồn đầy rắn, Belloc và lực lượng Đức do đại tá Dietrich chỉ huy bao vây lối vào. Chúng chiếm lấy hòm rồi nhốt Indy và Marion bên trong căn phòng. Hai người sau đó trốn thoát qua một bức tường, đến nơi kịp lúc để nhìn thấy một chiếc máy bay Luftwaffe đang chuẩn bị chở Ark đến Berlin. Sau khi cố gắng ngăn viên phi công lại, Indy rơi vào cuộc chiến với một người lính lực lưỡng. Marion hạ gục phi công và quân tiếp viện của Đức Quốc xã bằng súng máy, còn Indy tránh đi được khi đối thủ của anh ta bị cánh quạt xé xác. Indy và Marion bỏ chạy khi xăng cháy làm cháy máy bay, nhưng Belloc và Dietrich nhìn thấy hòm được chất lên một chiếc xe tải hướng đến Cairo. Đánh cắp một con ngựa và lao theo đoàn xe tải, Indy điều khiển được chiếc xe chở hòm, đánh bại lính Đức Quốc xã đang bám theo, đồng thời trốn thoát khỏi Belloc và Dietrich. Đến Cairo cùng với hòm, Indy và Marion khởi hành đến Anh trên con tàu Bantu Wind dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Katanga. Trong đêm, nhãn dán trên chiếc thùng chứa hòm bị cháy một cách bí ẩn. Một chiếc thuyền Đức Quốc xã chở theo Belloc và Dietrich đã dừng Bantu Wind lại, lấy chiếc hòm và bắt Marion, nhưng Indy đã bí mật trốn theo được. Thuyền sau đó cập bến tàu ngầm trên một hòn đảo ở biển Aegean. Đánh cắp đồng phục của một người lính để trà trộn, Indy đe dọa sẽ phá hủy hòm bằng một bệ phóng tên lửa. Nhưng Indy lại bị Belloc thuyết phục đầu hàng để được xem những gì có bên trong hòm với tư cách là một nhà khảo cổ học. Marion và Indy bị trói và buộc phải xem một buổi lễ nơi Belloc mở hòm trước mặt một nhóm lính Đức. Tuy nhiên, hòm giao ước dường như chỉ chứa cát, khiến Dietrich tức giận. Một thế lực lạ bất ngờ phá hủy thiết bị mà Đức Quốc xã đang sử dụng để quay màn mở hòm. Indy cảnh báo Marion hãy nhắm mắt lại khi các linh hồn xuất hiện từ hòm và giết chết tất cả những người lính Đức Quốc xã xung quanh đó. May mắn cho Indy và Marion rằng họ thoát được khỏi cơn thịnh nộ của Chúa. Hai người ôm nhau trong hạnh phúc. Trở về Mỹ, hai đại diện tình báo quân đội ở Washington DC đảm bảo với Indy rằng các giáo sư hàng đầu đang nghiên cứu hòm giao ước. Trên thực tế, chiếc hòm được niêm phong trong một chiếc thùng gỗ và được cất giữ tại nhà kho Hangar 51 khổng lồ của chính phủ với vô số những thùng gỗ khác. Chuyến phiêu lưu tiếp tục vào năm 1938 với Indiana Jones lúc này đã ở trưởng thành. Anh thành công lấy được thánh giá từ Panama Hat và sau khi trở về Đại học Barnett, anh đã tặng lại nó cho bảo tàng của Marcus Brody. Walter Donovan thông báo cho Indy rằng cha của anh, Henry Jones, đã biến mất khi đang tìm kiếm chén thánh, thứ mà Donovan tin rằng có sức mạnh ban cho sự sống vĩnh cửu. Indy được cho xem một nửa của một tấm bảng cổ, dấu ấn thứ nhất dẫn đến chén thánh, và nói rằng tấm còn lại được chôn cùng với người anh trai đã chết của hiệp sĩ. Để tìm cha, Indy và Marcus đến Venice. Bên dưới thư viện nơi cha anh được nhìn thấy lần cuối, Indy phát hiện ra ngôi mộ của một hiệp sĩ trong cuộc thập tự chinh thứ nhất, nơi lưu giữ dấu ấn thứ hai với thông tin cần thiết để bắt đầu hành trình tìm kiếm chén thánh. Indy chạm trán với Brotherhood of the Cruciform Sword, một giáo phái tôn giáo bí mật và cuồng tín quyết tâm bảo vệ chén thánh bằng mọi giá. Thủ lĩnh của họ, Kazim, nói với anh rằng cha của anh đang bị giam giữ tại lâu đài Brunwald gần biên giới Áo Đức. Lập tức, Indy đến lâu đài ở biên giới Đức để tìm cha. Tại đây, anh phát hiện ra lâu đài này thực chất là một trung tâm chỉ huy của Đức Quốc xã. Indy giải cứu được cha nhưng cả hai lại bị bắt bởi Vogel, rồi đưa đến gặp Donovan. Sau đó họ bị bỏ lại trong lâu đài, nhưng hai cha con phóng hỏa rồi trốn thoát thành công. Cả hai đến Berlin để lấy cuốn nhật ký chén thánh của cha xứ đã bị Schneider mang đến cho Hitler xem. Tại Berlin, Indy lấy lại cuốn nhật ký từ Elsa.
Khi cả hai cố gắng rời khỏi thành phố, Indy đã cải trang để trốn thoát khỏi trong gang tấc khi anh ta đối mặt với Hitler. Trong khi đó, Đức Quốc xã đã bắt được Brody ở Iskenderun và chiếm được bản đồ mà Brody đã lấy từ nhật ký chén thánh. Indiana Jones và cha của anh lên một chiếc khinh khí cầu đến Athens để rời khỏi Đức, nhưng đại tá Vogel đã lần ra họ và tìm kiếm chiếc khí cầu. Cải trang thành một người soát vé, Indy đấm viên đại tá và ném anh ta khỏi chiếc khinh khí cầu. Trong chuyến bay của họ, Henry tiết lộ rằng cuốn nhật ký có thông tin về ba cái bẫy gài bẫy trong ngôi đền mà chén thánh được cất giữ. Hai cha con dần dần bắt đầu hòa giải những khác biệt của họ. Tuy nhiên, khí cầu lại quay ngược về phía Đức và cả hai trốn thoát trên một chiếc máy bay hai cánh neo đậu gần khinh khí cầu. Một cặp máy bay chiến đấu của Đức Quốc xã theo đuổi họ. Henry cố gắng bắn hạ chúng, nhưng thay vào đó lại bắn lên máy bay của chính mình, buộc họ phải hạ cánh. Sau đó, hai cha con đã tiêu diệt được những chiếc máy bay đang truy đuổi và lên đường tái hợp với Sala. Đến Iskenderun, Hatay, Đức Quốc xã đàm phán với quốc vương ở đây và được cho phép đi qua lãnh thổ của họ mà không gặp vấn đề gì. Họ cũng được cung cấp thêm lạc đà, ngựa và đội hộ tống có vũ trang. Sử dụng bản đồ, Đức Quốc xã do Donovan, Schneider và Vogel dẫn đầu cùng với Brody bị giam giữ bắt đầu làm nhiệm vụ tìm chén thánh. Tại hẻm núi Trăng Lưỡi Liềm, họ bị phục kích bởi Kazim và Brotherhood of the Cruciform Sword, trong khi Indiana Jones và Sala cố gắng đánh cắp ngựa từ đội của Đức Quốc xã, còn Henry thì cố gắng giải cứu Brody. Cuối cùng, Henry bị bắt, Kazim hấp hối. Trong nỗ lực giải cứu cha, Indy rơi vào trận đấu tay đôi với Vogel trên nóc xe tăng. Sau đó, chiếc xe rơi xuống vách núi cùng cả Indiana Jones và Vogel khiến cha anh, Henry và Sala tin rằng Indy đã chết. Nhưng may mắn là Indy kịp leo lên vách đá, nhảy ra trước khi chiếc xe tăng rơi xuống. Cả bốn người đến được hẻm núi Trăng Lưỡi Liềm, nơi có ngôi đền bí mật chứa chén thánh. Bên trong ngôi đền, họ theo dõi nhóm của Donovan đang cố gắng vào buồng chén thánh, nhưng bị chặn lại bởi những cái bẫy phòng thủ của nó. Họ sau đó bị phát hiện, Donovan bắn Henry, buộc Indiana phải đối mặt với một loạt thử thách và lấy lại chén thánh để cứu mạng cha mình nhờ khả năng chữa bệnh của nó. Indy thành công vượt qua 3 thử thách và bước vào một căn phòng có chứa chén thánh, nhưng lại bị giấu giữa nhiều chén thánh giả và một hiệp sĩ cổ đại canh giữ. Khi những cái bẫy bị vô hiệu hóa, Donovan và Schneider theo dõi Indy vào buồng chén thánh. Donovan cho phép Schneider dọn chén thánh cho hắn, nhưng chén mà Schneider chọn là giả, khiến Donovan già đi nhanh chóng rồi chết trong khi cố tóm lấy Schneider. Trước cái chết cận kề, Indiana Jones chọn một chiếc cốc mộc thông thường và đó là chén thánh thực sự. Hiệp sĩ khẳng định rằng Indy đã chọn đúng, nhưng cũng cảnh báo anh ta không được để chén thánh đi qua đại phong ấn ở lối vào đền thờ vì đó là ranh giới của sự bất tử. Jones lấy chén thánh cùng với nước thánh và chữa lành cho người cha bị trọng thương của mình. Hành động này khiến những người lính Hatay sợ hãi, tạo điều kiện cho Sala tước vũ khí của họ và những tên Đức Quốc xã còn lại. Schneider nhặt chén thánh trong khi không ai để ý và bỏ trốn, băng qua đại phong ấn, ngôi đền bắt đầu rung chuyển và mặt đất mở ra. Chén thánh rơi xuống một kẽ nứt và Schneider lao theo nó. Indy nắm lấy cô ấy và cố gắng kéo Schneider lên, nhưng khi cố gắng với lấy chiếc chén, cô ấy rơi xuống. Sau một trận chấn động lớn khác, Indy rơi xuống vết nứt trong tầm với của chén thánh, nhưng nhờ lời nói của cha, Indy quay lại và để cha anh kéo anh đến nơi an toàn. Bốn nhà thám hiểm trốn thoát khỏi ngôi đền đổ nát, bỏ lại hiệp sĩ chén thánh. Cuộc phiêu lưu kết thúc. Năm 1957, người Nga cải trang thành quan chức quân đội Hoa Kỳ, bắn hạ binh lính đang canh gác Hangar 51, rồi lôi Indiana Jones và George Mark McHale từ trong cốp ra. Đại tá Antonin Dovchenko cố moi thông tin từ Indiana Jones, nhưng ông từ chối trả lời và nhận về một cái đấm. Chuẩn bị ăn đòn thêm thì tiến sĩ Irina Spahko ngăn Dovchenko lại. Khi cả nhóm bước vào Hangar 51, Irina hỏi liệu Jones có thể tìm thấy chiếc thùng mà họ đang tìm hay không. Indiana sử dụng thuốc súng và vỏ súng ngắn đã nứt để tìm cái thùng. Khi chiếc thùng được tìm thấy và mở ra, người ta nhìn thấy một hình người được bọc trong một chất liệu bạc. Spahko cắt mở vật liệu bạc, nhưng trước khi cô ấy có thể nhìn thấy thứ bên trong thùng, Jones đã đánh một người Nga và cướp khẩu súng của anh ta. Đồng thời anh ta dùng roi lấy một khẩu súng khác và đưa cho Mark. Indy hoàn toàn kiểm soát tình hình cho đến khi Mark lộ danh tính là người của Liên Xô và chĩa súng vào bạn mình. Indy ném súng khiến nó phát hỏa rồi bỏ trốn. Một cuộc rượt đuổi và đấu súng diễn ra đầy gay cấn và chỉ kết thúc khi Indy và Dovchenko bị phóng tên lửa qua một đường hầm và ra sa mạc trên chiếc xe trượt tuyết mà họ đang chiến đấu. Trong khi đó, Spahko lên một chiếc ô tô khác, đón Mark và chúc mừng anh đã hoàn thành tốt công việc. Nhân lúc Dovchenko đang bất tỉnh, Indy bỏ chạy. Tình cờ đi qua sa mạc, anh tìm thấy nơi trú ẩn trong một thị trấn nhỏ, chỉ để kinh hoàng nhận ra rằng nơi đây sắp bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân. Người Nga quay trở lại xe của họ và tăng tốc rời khỏi thị trấn, trong khi Indy tự phong ấn mình trong một chiếc tủ lạnh có chì.
Vài giây sau, quả bom phát nổ xóa sổ thị trấn cùng người Nga và chiếc xe của họ. Nhưng chiếc xe tủ lạnh chứa Indy đã bị thổi bay khắp sa mạc và bảo vệ anh ta khỏi bức xạ chết người. Sống sót sau vụ nổ, Indy bị FBI tìm thấy và thẩm vấn. Họ buộc tội anh ta là cộng sản vì anh ta là cộng sự của George McHale. Trở về trường đại học, Indy quyết định rời đi vì cha ông Henry và giám đốc bảo tàng Marcus Brody đều đã qua đời, vậy nên không còn gì để ông phải lưu luyến nữa. Trên chuyến tàu đến New York, Indy nhanh chóng phải đối mặt với Mud Williams, bị hỏi rằng đã từng gặp Harold Osley chưa và cũng được nhận bức thư gửi từ mẹ Mary của ông. Sau đó, một cuộc rượt đuổi diễn ra khi các đặc vụ KGB cố gắng bắt họ, và nó chỉ kết thúc khi bức tượng của Marcus Brody bị đâm đổ. Lần theo một manh mối để lại trong câu đố được viết bằng ngôn ngữ chết chóc của Osley, Mud và Indiana đoán ra rằng hộp sọ hẳn là phải ở Nazca. Họ đến thăm viện điều dưỡng nơi Osley bị giam giữ và họ phát hiện ra rằng anh ấy đã vẽ một vị trí cho chiếc nôi của Orellana. Điều đó không có nghĩa là anh ấy sinh ra, mà là nơi an nghỉ cuối cùng của anh ấy. Orellana, một người chinh phục, được cho là đã tìm kiếm hộp sọ trước khi biến mất một cách bí ẩn. Họ lên đường đi xuyên qua lăng mộ và trong quá trình đó, hai người đã đánh bại hai chiến binh người bản địa đeo mặt nạ đầu lâu. Khi họ đi vào ngôi mộ, một con bọ cạp khổng lồ đã đốt mất. Nhưng Indy bảo anh ta đừng lo lắng vì bọ cạp càng to thì độc càng yếu. Cả hai tiếp tục và cuối cùng tìm thấy 7 xác ướp ở dưới cùng của ngôi mộ. Họ mở một cái và xác chết nhanh chóng phân hủy chỉ vài giây sau khi tiếp xúc với không khí. Mud và Indy sớm phát hiện ra rằng xác chết thứ hai đã được mở ra. Indy nhặt một số đồng xu vàng và những đồng xu này bay về phía xác chết trong lớp băng. Mud được giao cho giữ xác chết mặc áo giáp của Francisco de Orellana, trong khi Indy tìm kiếm hộp sọ pha lê trong băng. Sau khi tìm thấy nó, lưỡi kiếm của Mud ngay lập tức được kéo về phía hộp sọ, dù vàng hay pha lê đều không có từ tính. Khi ra khỏi ngôi mộ, quân Liên Xô bao gồm Mark, Dovchenko và Irina đã bao vây họ. Indy và Williams sau đó được đưa đến một trại của Liên Xô ở giữa rừng rậm. Irina gợi ý sử dụng hộp sọ để kiểm soát tâm trí của mọi người, từ đó giành chiến thắng trong cuộc chiến. Cô ấy nói rằng hộp sọ không phải do bàn tay con người tạo ra và tiến hành mổ xác một người ngoài hành tinh được tìm thấy ở New Mexico, cái xác mà cô ấy lấy trộm từ Hangar 51, tiết lộ rằng xương của người ngoài hành tinh được làm bằng pha lê, giống như hộp sọ. Tại khu trại, Indy cũng gặp lại Harold Osley, lúc này đã loạn trí, rồi sau đó được Mark cởi trói cho. Sparkle đe dọa giết Mud và sau đó là mẹ của Mud, người hóa ra là tình cũ của Indy, Marion Ravenwood, để ép Indiana Jones phải giúp cô ta. Indy và Sparkle cùng nhau định vị ra một phần của ngôi đền Akator sau khi hình dung sông Amazon là một con rắn lớn. Và giấc mơ mà Osley đã viết đề cập đến một con sông tên là Sono, tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là ngủ, nghỉ ngơi. Trong khi mọi người đang bị phân tâm, Mud nắm lấy cơ hội để giúp cả nhóm trốn thoát. Sparkle và những người lính chuẩn bị đuổi theo nhưng Mud đã đốt cháy một trong những chiếc lều của họ. Khi Indy và Marion rơi xuống hố cát khô, Mud chạy đi lấy thứ gì đó để kéo họ ra ngoài. Trong khi họ đang chìm, Marion tiết lộ rằng Mud là con trai của Indy. Mud quay lại với một con rắn chuột khổng lồ và Marion dễ dàng trèo ra ngoài. Tuy nhiên, Indy gặp khó khăn hơn do sợ rắn nhưng cuối cùng cũng thoát ra được. Ngày hôm sau, Sparkle và một số binh lính đi ô tô xuyên rừng cùng với một đoàn xe tải và ô tô nhỏ. Một đoàn đang vận chuyển Osley, Skull, Mark và một số binh lính. Trong chiếc xe tải ở đuôi đoàn, Dovchenko trông chừng những tù nhân của họ, Indiana Jones, Marion Ravenwood và Mud Williams. Marion dành thời gian để nói với Mud rằng Jones là cha ruột của anh ấy. Nhân lúc Dovchenko mất cảnh giác, Indy và Mud tận dụng cơ hội để đá anh ta bất tỉnh. Họ điều khiển chiếc xe tải, còn Indy cho nổ tung chiếc xe đốn cây, khiến Sparkle ngạc nhiên. Indy, Mud và Marion rời khỏi chiếc xe tải mà họ đang bị giam giữ sau khi nó gần như bị cắt làm đôi bởi các lưỡi dao của Cutter. Một cuộc rượt đuổi kéo dài xảy ra sau khi Indy, Marion và Mud nhảy vào một phương tiện đổ bộ để cố gắng chiếm lại hộp sọ bị đánh cắp. Sparkle yêu cầu những người lính của cô ấy lái xe về phía chiếc xe của Osley và Mark trong đó để cô ấy lấy Crystal Skull. Sau khi Indy nhảy sang chiếc xe khác, Indy đấm Mark vài lần và khi lái xe, Mark tiết lộ rằng anh ta thực sự là CIA. Sparkle bắt đầu đâm vào xe của Indy và cô ta cũng được ném cho chiếc đầu lâu bởi một người Nga. Mud và Marion lái xe ngang qua và Mud sử dụng một trong những thanh kiếm của Sparkle để lấy hộp sọ. Irina cuối cùng buộc phải rút thanh kiếm của mình ra để giao chiến với Mud. Hộp sọ lại rơi vào tay Osley sau một cuộc ẩu đả ngắn và Irina vô tình đi qua xe của Marion. Cô ấy định đâm Ravenwood nhưng không thành. Cầm khẩu súng trên tay, Sparkle điên cuồng bắn vào kính chắn gió, trong khi Mud chiến đấu với người lái xe Liên Xô để lấy hộp sọ trong một chiếc ô tô khác. Sau khi lấy lại quyền kiểm soát, Irina nhắm thẳng vào Marion nhưng bị cô ném lên một chiếc xe khác.
Tuy nhiên, đây lại là chiếc xe có mất và sau đó Irina lấy được hộp sọ. Sau khi chiếm lấy chiếc xe, Sparko bắt đầu đâm vào xe của Indy để ông bị rơi xuống vách đá. Đột nhiên Mutt đu mình trên một cây nho và đáp xuống xe của Sparko. Mutt lấy lại hộp sọ và nhảy lên xe của Indy. Họ lái xe ra khỏi vách đá trong khi Sparko bị lũ khỉ cản trở. Ổn định tình hình và loại bỏ lũ khỉ, cô ta tiếp tục theo đuổi họ. Sau khi cả hai bên cùng đâm vào một đống đất, Sparko chĩa súng vào nhóm của Indy nhưng bị đám kiến lửa tấn công. Nhân cơ hội, mọi người bắt đầu chạy. Dovchenko lao ra từ chiếc xe vừa đến và tấn công Indy. Mutt quay lại để giúp cha mình, nhưng Indy bảo anh ấy chạy đi. Marion xuất hiện, đưa Mutt và Mark chạy trốn. Về phần Sparko, cô ta trèo lên được cành nho và tạm thời thoát chết. Đàn kiến bắt đầu chuyển sang vây quanh Osley, người vừa nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, khi anh ta lấy hộp sọ ra, những con côn trùng ăn thịt đi xung quanh hộp sọ, như thể nó đang tạo ra một loại rào cản nào đó. Những con kiến bắt đầu chất đống để cố gắng tiếp cận Sparko. Jones và đại tá chiến đấu bên trong phạm vi bảo vệ của hộp sọ, và ngay khi Indy chuẩn bị thua cuộc thì Dovchenko bị đánh ngã vào đàn kiến rồi bị chúng nuốt chửng. Indy đón Ox và đưa anh ta đến chỗ Marion và chiếc ô tô, trong khi đó Sparko được cứu. Marion lái xe khỏi vách đá, nhưng nó lại đâm vào một cái cây khổng lồ mọc bên khe núi. Mọi người đều hoảng sợ khi thác nước đầu tiên đến gần, nhưng họ vẫn sống sót sau khi đi qua 3 thác nước. Cả nhóm đi vào một hang động có hình đầu người với thác nước mọc ra từ đôi mắt của nó, và họ đi qua một đường hầm với những bức tranh vẽ các sinh vật với hộp sọ kéo dài. Ox giơ hộp sọ ra trước một bức tranh có kích thước như người thật và chúng hoàn toàn khớp với nhau. Đi qua một căn phòng lớn bằng đá, cả nhóm gặp một số người bản địa đang giận dữ đuổi họ ra khỏi hang. Osley lấy Crystal Skull ra và họ rời đi. Indy phát hiện ra rằng để mở cung điện vĩnh cửu, đài tưởng niệm cần phải di chuyển. Vì vậy, mọi người bắt đầu phá một số đầu đá được treo bên dưới đài tưởng niệm, đập vỡ nhiều đầu khiến cát đổ ra ngoài. Đài tưởng niệm trồi lên, cả nhóm bị hút xuống lòng đất, nhưng những bậc đá mà họ rơi xuống bắt đầu rút ngược vào tường. Vì vậy, họ buộc phải chạy xuống cấu trúc dạng ống để tránh bị những chiếc gai đá đang trực chờ ở dưới nước đâm xuyên qua. Không ai đi xuống kịp lúc nên tất cả họ đều rơi xuống nước khoảng 7 mét. Osley điên cuồng bắt đầu tìm kiếm hộp sọ mà mình làm rơi. Hộp sọ được tìm thấy rồi, Indy dẫn đường vào ngôi đền qua một cánh cửa ở bên cạnh. Bên ngoài, những người của bộ lạc Ukha bị bắn hạ dã man, còn Sparko thì quỳ xuống để nhặt một thiết bị theo dõi khác. Indy rất ấn tượng với những gì được tìm thấy trong căn phòng mà họ bước vào. Ox đi về phía một cánh cửa lớn màu đỏ và Indy nhận thấy rằng một bộ xương được chạm khắc ở giữa cửa. Vì vậy anh đã mượn chiếc hộp sọ pha lê và đặt nó vào phần đầu của bức chạm khắc, nơi hộp sọ vừa khít. Một mũi tên khổng lồ màu đỏ cắm xuống cánh cửa và mỗi nửa rút vào phía tương ứng của nó để lộ một đường hầm. Mọi người cùng treo vào, Ox tiến về phía bộ xương không đầu. Ngay khi bộ xương và đầu sáp được ghép lại, Mark nổ súng rồi chĩa vào Ox buộc anh ta phải lùi ra xa. Ngay sau đó, Sparko và 4 người lính Liên Xô bước vào phòng. Irina đặt hộp sọ trở lại khiến bộ xương tạo thành tư thế thẳng đứng giống 12 người còn lại. Irina yêu cầu bộ xương pha lê ban cho cô ấy kiến thức như một món quà. Mark lợi dụng lúc mọi người đang mất tập trung để lẻn vào căn phòng nơi anh ta định trốn thoát nhưng bị lòng tham của mình kìm lại. Những bộ xương chuyển tất cả kiến thức của họ vào tâm trí của Sparko. Một cánh cổng mở ra phía trên căn phòng. Mutt hỏi liệu những chiếc đầu lâu có phải là của người ngoài hành tinh hay không. Và Osley giờ đã tỉnh táo trở lại, nói rằng chúng là những sinh vật đa chiều. Indiana ném Os và Marion ra khỏi phòng, sau đó đợi lối đi quay trở lại vị trí để cả anh ta và Mutt có thể trốn thoát. Sau khi không còn gì trong căn phòng ngoại trừ một cột cao nơi Sparko đang đứng tiếp nhận các luồng kiến thức, các bộ xương bắt đầu hội tụ thành một. Indy, Mutt và Marion chạy thoát khỏi ngôi đền đang sụp đổ, nhưng Mark thì vẫn cố gắng ở lại gom góp kho báu. Indy gọi Mark rời đi, nhưng Mark bị trượt chân rơi vào đống vàng. Indy ném roi cho anh ta giữ, nhưng Mark chọn từ bỏ để bạn mình được an toàn. Trong khi đó, tất cả các bộ xương đã hợp nhất thành một và Sparko vẫn đang tiếp nhận tất cả trí tuệ được trao cho cô ấy. Tuy nhiên, mối liên hệ tâm linh là quá sức với Sparko. Cô ấy yêu cầu nó dừng lại, nhưng nó im lặng từ chối. Đôi mắt của nó chuyển sang màu xanh lá cây và mang một vẻ đe dọa khi tiếp tục chuyển giao kiến thức. Một ngọn lửa dữ dội bùng lên qua hốc mắt của Sparko và nuốt chửng lấy cô tiến sĩ tham lam. Indy và những người còn lại trong nhóm chạy qua ngôi đền trong khi những bánh xe bằng đá khổng lồ phá hủy những gì còn sót lại. Chẳng mấy chốc, họ thấy mình đi vào ngõ cụt và với tiếng nước chảy róc rách từ xa, cơ hội của họ trông thật mong manh. Tuy nhiên, nước lấp đầy đường hầm và bằng cách giữ cho mình nổi, mọi người đều ổn. Ngay khi Indy đứng dậy, chiếc địa đèn trồi lên từ dưới chân đền rồi biến mất. Các phần của vành trên ngăn nước sông nhường chỗ và ngay lập tức lấp đầy khoảng trống nơi ngôi đền từng đứng. Trở lại trường đại học, Indiana Jones được lên làm phó trưởng khoa. Sau đó, Indy và Marion kết hôn, còn Mutt vui mừng nhìn bố mẹ anh ôm hôn nhau thắm thiết.
Sau 49 năm phiêu lưu trên khắp thế giới, hành trình của Indiana Jones tạm thời khép lại với một gia đình hạnh phúc và những chiến tích để đời. Với một tâm hồn đầy tự do như Indiana Jones thì dù đã ở độ tuổi xế chiều, hành trình của ông chắc chắn vẫn sẽ còn tiếp tục và thậm chí còn bùng nổ hơn trong phần phim sắp tới đây. Hãy cùng chờ đón xem nhé! Nếu các bạn cũng muốn xem video tóm tắt các chuỗi phim cũ như Indiana Jones thì có thể tham khảo các video mà chúng mình đang để ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem đến tận đây, còn giờ thì Way Too Weird out!